Tiểu sử nữ tu Mary Mata Thánh Gia. Anna Nguyễn Thị Lục. Tôi không chết, tôi đi vào cõi sống. Chị sinh ngày 15 tháng 2 năm 1939 tại Bình Chánh, Chợ Lớn, là người con thứ 6 trong một gia đình gồm 7 anh chị em, 3 anh và 4 chị gái. Cha là Gioan Baptista Nguyễn Nghinh Vĩnh và mẹ là Marta Mai Thị Lương. Thân phụ và thân mẫu là người Hà Tĩnh, thuộc giáo xứ Vũ Thành, giáo phận Vinh. Sau khi chào đời được 12 ngày, tức là ngày 27 tháng 2, cha Giuse Nguyễn Văn Nho, cha sở nhà thờ Răng Đắc, Chợ Lớn, rửa tội cho bé Lục và bé được nhận Thánh Anna làm bổn mạng. Ngày 28 tháng Giêng năm 1951, em được chịu phép thêm sức do tay Đức cha Răng Cách Xem ban. Gia đình sinh sống tại họ đạo Răng Đắc và chị Anna Nguyễn Thị Lục là đoàn trưởng của hội đoàn Hùng Tâm Dũng Chí trong nhiều năm. Ước muốn dâng mình cho Chúa như được nhen nhúng và thành hình trong tâm hồn chị từ rất sớm. Một ngày kia, chị nhận thấy mình không thể chờ đợi hơn được nữa. Chị quyết định thổ lộ tất cả điều này với cha sở Giuse như người cha linh hướng của chị. Ngày 11 tháng 11 năm 1961, chị được mẹ Marie Thérèse rước vào dòng. Mẹ tin tưởng và đặt chị làm nữ tu nhà ngoài. Kể từ giây phút ấy, chị không còn là Anna Nguyễn Thị Lục nữa, mà được gọi là Sơ Marie Mát. Ngày 12 tháng 6 năm 1966, chị được nhận tu phục của dòng Cát Minh. Ngày 8 tháng 6 năm 1969, chị được tuyên khấn lần đầu. Ngày 11 tháng 2 năm 1976, chị được tuyên khấn trọn đời trong dòng Cát Minh. Chị Marie Mát không chỉ là một nữ tu tiếp khách, còn làm những công việc của một nữ tu bàn xoay, mà chị lại còn là một nữ tu luôn biết cách đem niềm vui đến cho chị em trong cộng đoàn. Lúc 0:20 ngày 16 tháng 12, chị đã được Chúa đón về. Chị bình an hân hoan tiến bước vào tiệc cưới với đấng mà suốt đời chị hằng yêu mến, khao khát. Chị đã không chết, chị đang đi vào cõi sống. Thank you.
danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, trong tình hiệp thông của những người làm con cái của Thiên Chúa, chúng ta sum họp nơi đây để cùng hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện và tiễn đưa người thân yêu của chúng ta là Sơ Mary Martha về với Chúa. Chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa đã giáng sinh làm người là để con người chúng ta được nối kết lại với Thiên Chúa và nối kết với nhau trong tình hiệp thông của gia đình con cái của Thiên Chúa. Và chính Sơ Maria Magda là người đã ý thức và đã sống cách tích cực trong mối tương giao ấy, để ngày hôm nay khi Chúa gọi Sơ về với Ngài, Sơ cũng ý thức rằng mình không chết nhưng đi vào cõi sống, đi vào sự hiệp thông, đi vào mối tương giao để trở thành vĩnh cửu, trở thành bất tận ở trong tình thương muôn đời của Thiên Chúa trong nước trời. Chúng ta tin tưởng trao dâng người thân yêu của chúng ta là Sơ Maria Magda cho lòng thương xót của Chúa và trong lòng mến thương của mọi người. Chúng ta cầu nguyện cho Sơ được thực sự hưởng trọn vẹn hạnh phúc muôn đời trong nước Chúa. Chúng ta cũng xin Sơ cầu nguyện cho tất cả chúng ta cũng biết sống cuộc đời trần thế hôm nay một cách tốt đẹp, nghĩa là luôn sống trong tình hiệp thông, luôn sống trong tương giao tốt đẹp với Thiên Chúa và với nhau, để nhờ đó cuộc sống của chúng ta cũng hướng về quê trời vinh phúc, nơi tràn ngập ánh huy hoàng và niềm hạnh phúc của đời sống bác ái, hiệp thông, yêu thương. Với những tâm tình ước nguyện ấy, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối mọi lỗi lầm thiếu sót của mình và nài xin Chúa thứ tha để chúng ta được bớt bất xứng mà hiệp dâng thánh lễ này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là nữ tu Maria Magda, vì yêu mến Đức Kitô đã đi trọn con đường đức ngai hoàn hảo, được vui mừng khi vinh quang Chúa xuân hiền và được cùng với chị em mình hưởng hạnh phúc muôn đời trong nương Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách khôn ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với mắt những người không hiểu thì các ngài đã chết và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong. Nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ. Nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử sau khi chịu sửa phạt chút ít. Các ngài sẽ được hưởng muôn vàng ân phúc, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa viếng thăm các ngài sẽ chói sáng như ánh lửa rạng ngời giữa bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các quốc gia, sẽ cai quản các dân tộc, và Thiên Chúa của các ngài sẽ trị vì muôn đời. Ai tin tưởng vào Chúa sẽ hiểu biết chân lý, và kẻ tín trung sẽ được ở bên Chúa trong tình yêu, vì Ngài ban ân sủng và tình thương cho các thánh của Ngài
và viếng thăm những người Ngài tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và đã sống lại là để thống trị người sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Thiên Chúa. Bởi có lời chép, Chúa phán: Ta lấy sự sống ta mà thề rằng mọi đầu gối sẽ phải quỳ lại ta, và môi miệng lưỡi sẽ xưng tụng Thiên Chúa. Như thế, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình
với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi đến Bethania, Chúa Giêsu biết Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem chừng 15 dặm. Nhiều người Do Thái đến gặp Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón người. Maria vẫn ngồi ở nhà. Martha thưa với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con không chết. Nhưng ngay cả bây giờ con biết Thầy xin bất cứ điều gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy." Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại." Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại." Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta dù có chết cũng sẽ được sống. Và ai sống mà tin Ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Martha đáp: "Thưa Thầy, vâng, con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng đã đến trong thế gian." Đó là lời Chúa. Trọng kính Đức Cha Giuse, trọng kính quý cha, xin cho phép con có đôi lời chia sẻ với cộng đoàn nhân ngày lễ tiễn biệt Sơ Maria Martha. Tôi không chết, tôi đi vào cõi sống. Đó là lời mà chúng ta vừa nghe trước khi thánh lễ, gợi lên cho chúng ta đôi nét tiểu sử của Sơ Maria Martha thánh giá Anna Nguyễn Thị Lục. Lời ấy cũng gói ghém niềm tin trọn đời của sơ và của cả chúng ta nữa, bởi vì chúng ta biết chúng ta tin vào ai. Chúng ta đặt niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng vẫn là một hôm qua, hôm nay và cho đến muôn đời. Đấng mà trong bài tin mừng đã ngỏ với Martha và cũng ngỏ với mỗi người trong chúng ta: Thầy là sự sống lại và là sự sống. Tôi không chết, tôi đi vào cõi sống. Lời nói ấy gợi nhớ chúng ta về đời sống tốt lành của Sơ Martha. Có sống lành mới chết thánh. Sơ Martha đã sống trọn vẹn ơn gọi cuộc đời, ơn gọi làm người con cái Chúa trong lòng giáo hội, ơn gọi là một nữ đan sĩ chân không dòng Đức Thánh Trinh Nữ Maria núi Cát Minh. Quả thật, sơ vào dòng ngày 11 tháng 11 năm 1961. Hôm ấy là ngày thứ Bảy, ngày kính Đức Mẹ. Và sơ đã trung thành với ơn gọi nữ tu nhà kín trong suốt 58 năm trời. Công việc của sơ là phục vụ nhà khách với nụ cười tươi, rất ân cần và thân thương. Sơ đã đi trọn hành trình cuộc đời trần thế trong công việc bổn phận, tuy âm thầm nhưng đầy lòng tin cậy mến, dù ít người biết nhưng vẫn thấm lời nguyện cầu. Ơn gọi
của các nữ tu nhà kín là như thế. Và đột nhiên con suy nghĩ sơ vào dòng vào ngày thứ bảy lễ kính Đức Mẹ, và ngày hôm nay chúng ta tiễn đưa sơ ra khỏi nhà dòng vào ngày kính thánh Du Sa, thật là đẹp. Tôi không chết, tôi đi vào cõi sống. Chia tay sơ Mata trong thánh lễ tiễn biệt sau cùng, chúng ta được mời gọi nhớ đến thân phận đời mình. Cứ mỗi lần lễ an táng là con thường hay chia sẻ lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cũng thấm thía làm cho chúng ta suy nghĩ về cuộc đời mau qua. Càng sống nhiều, chúng ta thấy cái chết càng dễ dàng đến với bất cứ ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm nay gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống có hẹn hò hôm nay hôm mai, chết không có một cuộc hẹn hò nào trước. Để rồi cuộc đời của chúng ta giống như lời thánh vịnh: như cỏ đồng trỗi mọc ban mai, nở hoa vương mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn. Trong cuộc đời lữ hành trần thế ấy, chúng ta biết chúng ta tin vào ai, và chúng ta biết chúng ta phải cậy dựa vào đấng nào. Điều đó cũng nói đến cho chúng ta trong bài đọc 2: dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Như thế chúng ta nhìn cái chết, sự qua đi, là trở về với Thiên Chúa, đấng đã yêu thương chúng ta. Hôm nay chúng ta tiễn đưa sơ mắt ta, ngày mai đến lượt chúng ta. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày đời sống dương gian của chúng ta dần khép lại, đúng như lời Thánh Phaolô nói trong thư tín hữu Côrintô: mỗi ngày tôi phải đối diện với cái chết. Xin cho chúng ta biết tỉnh thức mỗi ngày, biết nhận ra những ân huệ Chúa ban trong từng giây phút đời mình để sống đẹp lòng Chúa như lời Thánh Vịnh: xin dạy con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Có sống lành mới chết thánh, có chuẩn bị trong đời sống trần thế, chúng ta không lo lắng khi đối diện với Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta vô cùng, nhưng cũng là đấng công thẳng. Con nhớ hồi còn trẻ, còn nhỏ, có một lời đồng ca trong trò chơi trẻ con gợi lên nhắc cho chúng ta biết phải chống lành và chết thánh. Cái lời đồng giao ấy như sau, không biết quý ông bà, anh chị em, biết các cha hay mọi người còn nhớ không? Thiên đàng địa ngục hai bên, ai khôn thì chạy, ai dại thì xa. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kéo xa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên thiên đàng. Cuộc đời của chúng ta ao ước được lên thiên đàng. Để rồi chúng ta được mời gọi, khi tiễn đưa bất cứ một người tín hữu nào, chúng ta tạ ơn vì người tín hữu ấy đã đi hết hành trình trần thế và đã trung thành với Chúa cho đến giây phút cuối cùng cuộc đời mình. Để chúng ta xin Chúa cho chính chúng ta, để chúng ta cũng được sống lành và chết thánh như vậy, để cho chúng ta cũng được ngày cuối cùng trong cuộc đời mình, để chúng ta kết thúc tốt đẹp, để cho chúng ta đi hết hành trình đức tin và được chết lành trong tay Chúa Đức Mẹ Thánh Cả Du Sa. Có một lời kinh mà nhiều người tín hữu vẫn hay đọc: Giêsu Maria Du Sa, con xin dâng lòng con, trí khôn con và sự sống con trong tay ba đấng. Giêsu Maria Du Sa, xin giúp con trong giờ hấp hối lâm chung. Giêsu Maria Du Sa, xin cho con được chết bình an trong tay ba đấng. Để rồi mỗi lần khi chúng ta tiễn đưa một người tín hữu qua đời, ngày hôm nay chúng ta tiễn đưa sơ Mata, thì chúng ta cũng được mời gọi để xin Chúa cho chúng ta được ơn chết lành, để xin Chúa trong giờ giây phút cuối cùng cuộc đời mình, chúng ta còn nói lên lời tin cậy mến: tôi không chết, tôi đi vào cõi sống. Còn nhắc nhớ chúng ta về mầu nhiệm các thánh cùng thông công, nhắc nhớ chúng ta về bổn phận phải cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, cách riêng những người thân yêu của chúng ta: cha mẹ, ông bà, tổ tiên,
thân bằng quyến thuộc, những ân nhân thân nhân, những người đã đi vào trong cuộc đời mình và làm nên hành trình đời đức tin của chúng ta. Âm dương nghìn trùng xa cách nhưng vẫn gần trong lời nguyện cầu. Xin cho những thánh lễ, những hy sinh, những lời cầu nguyện của chúng ta đem lại nhiều ân ích cho các linh hồn và góp phần dệt nên hành trình đức tin của chúng ta trên đường về quê trời. À ơi, gió ru sơ đi vào giấc ngủ, mãi ngàn năm trong cõi vô tường. Sơ ơi, sơ hãy ngủ yên trong vòng tay Chúa êm đềm hoang ca. Nén hương con thắp lệ nhòa, xin Chúa mở cửa cho sơ mắt ta vào. Đó là lời cầu xin tha thiết của chúng ta, và đó cũng là lời ước ao mong muốn của chúng ta, để xin Chúa mở cửa thiên đàng cho sơ mắt ta, cho tất cả những người thân yêu của chúng ta và cho chính chúng ta nữa khi chúng ta nhắm mắt lìa cõi thế này. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô đấng đã chết và đã sống lại là niềm hy vọng của chúng ta. Sơ Maria Marta suốt cuộc đời đã tin yêu phụng sự Chúa. Chúng ta cùng xin Chúa thương ban cho sơ được hạnh phúc nước trời. Chúa nói: Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Xin cho những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy biết trung thành và giữ vững đức tin và lòng mến Chúa đến cùng, để xứng đáng lãnh nhận phần thưởng muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nói: Ai tin vào ta sẽ không phải chết đời đời. Xin cho sơ mắt ta khi còn sống đã hết lòng tin yêu Chúa, giờ đây được tha thứ mọi lỗi lầm và vui hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ. Xin cho thân bằng quyến thuộc của người quá cố được Chúa thương an ủi, để hiến dâng mọi thử thách hy sinh thành lời cầu nguyện cho người thân đã qua đời. Chúa nhận lời chúng con. Chúa nói: Thầy ra đi dọn chỗ cho các con. Xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta khi tiễn đưa sơ mát ta về nhà cha luôn nhớ rằng quê hương chúng ta ở trên trời, để sống tin yêu Chúa suốt đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin thương tha thứ mọi lỗi lầm cho sơ Maria Marta và ban cho sơ gia nghiệp nước trời. Xin cùng giúp chúng con trung tín theo Chúa đến cùng, để được chung phần hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa hiến lễ ca tụng này, cầu cho tôi tớ Chúa là nữ tu Maria Magdala. Chúng con khẩn khoản này, xin Chúa đoái thương nhờ nghi lễ giao hòa thánh thiện này, tôi tớ Chúa đang được sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ Người, đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trướng tôn nhang. Xin cho chúng con đừng đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là nữ tu Maria Magdala, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Dẫn
người trong phút giây ly biệt cõi đời. Nguyện vòng tay thương yêu của Abraham là nơi người đến nương thân. Ngôi nhà nơi thế trần nhưng sẽ được nghỉ yên trong Chúa. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho hy lễ của hội thánh, xin ơn ích cho linh hồn tôi tớ Chúa là nữ tu Maria Magda, để kẻ đã lãnh nhận bi tin tình yêu của Đức Kitô sẽ được cùng các thánh chung phần phúc với người, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Con xin được thay mặt cho quý sơ nhà kín, trước hết cùng với hội dòng xin tri ân Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã ban cho hội dòng sơ Maria Magda, và tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài cũng ban cho sơ muôn ơn lành để sơ sống trọn ơn gọi làm con Chúa cũng như trở nên nữ tu dòng kín. Và đặc biệt chúng con xin hết lòng tri ân Đức Cha Giuse giám mục của Cường. Đức Cha phải vất vả đi từ sớm để đến đây để dâng thánh lễ cho sơ, cũng như là một tâm tình mà Đức Cha muốn dành không chỉ cho sơ mà cho hội dòng, cho tất cả các sơ trong hội dòng một sự lời động viên, một sự nâng đỡ. Chúng con xin ghi ân Đức Cha và xin Đức Cha cũng tiếp tục hiện diện với hội dòng cách này cách khác trong những biến cố vui buồn, để xin Đức Cha tiếp tục nâng đỡ ơn gọi cũng như động viên tinh thần cho quý sơ của chúng con. Chúng con cũng xin cảm ơn tất cả quý cha đồng tế đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay vì những tình thương khác nhau mà quý cha đã hiện diện trong thánh lễ này. Không chỉ là quý cha đã cầu nguyện cho sơ Maria Magda mà quý cha còn cầu nguyện cho dòng kín để quý sơ
thấy được ơn gọi cao quý của quý sơ, có được sự đồng hành nâng đỡ của quý cha. Xin quý cha vẫn tiếp tục cùng đồng hành với hội dòng. Và cách đặc biệt chúng con xin cảm ơn cha bề trên giám tịnh dòng Chúa Cứu Thế đã thực hiện nghi thức tịnh luyện cho sơ. Cha giám đốc đại chủ viện Thánh Giuse Sài Gòn đã chia sẻ lời Chúa. Và cũng xin cảm ơn cha nguyên giám đốc đại chủ viện Thánh Giuse, tí nữa ngài sẽ cử hành nghi thức tiễn biệt. Xin Chúa cũng chúc lành và trả công cho quý cha trong những sứ vụ mà quý cha đang đón nhận, để rồi nhờ ơn Chúa ban tặng, quý cha tiếp tục làm sẵn danh Chúa và phục vụ Chúa, cũng như phục vụ mọi người một cách tích cực hơn. Lời cảm ơn kế tiếp xin gửi đến quý cộng đoàn, trong đó có quý tu sĩ nam nữ, trong đó có anh chị em dòng Ba Cát Minh và anh chị em trong ca đoàn, cũng như các vị ân nhân trong và ngoài nước và cộng đoàn đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Mọi biến cố trong của hội dòng luôn có sự đồng hành cách này cách khác của quý vị. Cho dù ở xa xôi thì cũng có những điện tín, điện thoại để chia buồn hay động viên với hội dòng. Và ở gần thì quý vị không ngoãn ngại những khó khăn đường xa để cùng đến đây và hiện diện để cầu nguyện và cùng chia sẻ với hội dòng trong mọi biến cố. Hội dòng xin hết lòng ghi ân tấm lòng của tất cả quý vị. Xin Chúa chúc lành và trả công cho quý vị trong cuộc sống hôm nay và trong những sinh hoạt hàng ngày của quý vị. Và lời sau cùng là xin cảm ơn gia đình của sơ Maria Matta đã dâng hiến một người thân của mình cho hội dòng, cũng như trong những ngày qua cùng với hội dòng để cách này cách khác giúp cho sơ trong những ngày cuối đời. Xin hết lòng gửi ghi ân tấm lòng này của gia đình và xin Chúa cũng chúc lành và ban ơn cho gia đình trong biến cố đau buồn này. Một lần nữa hội dòng chúng con xin cảm ơn Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn và xin lượng thứ cho chúng con có những gì không phải, không đúng khi đón tiếp và khi tổ chức tang lễ này. Chúng con xin hết lòng bái tạ. Xin đừng
lòng chi, xin đừng khóc lóc sầu bi. Vì nay tôi hết cuộc sống dương gian, tôi hết ngày tháng lo toan, để vào một đời sống mới. Xin cầu Chúa xót phận tôi, xin người chớ chấp tội tôi. Chấp tội.